Chào mọi người, trước mặt mình đang quay đây là cái chậm min ma nha các bạn. Mà năm nay nó ra hoa to á. Cái bụi này năm nay là ra hoa lần đầu tiên nha. Như các bạn thấy đây, cái hoa nó to đến 4 ngón tay luôn đó. Mà tay mình to nha các bạn, không phải tay nhỏ đâu. Nó to 4 ngón tay luôn. Mỗi năm nó to khoảng 3 ngón tay thôi. Năm nay to, còn quả luôn. Mà không rõ là do cái dinh dưỡng ha, không rõ là do dinh dưỡng hay là do cái giống nó như vậy nha. Thơm. Cái hoa này đã nở được một tuần rồi. Nở một tuần rồi vẫn còn tươi vậy. Nó chỉ cái màu nó bớt bớt đậm thôi. Lúc mà nó mới nở cái màu nó đậm đậm như lắm tím ngắt luôn. Thì cái này là cành này nở sớm nè. Năm nay nở đầu lần đầu tiên luôn. Cái giò này đợt trước mình ghép đến nay chắc cũng phải sang năm thứ ba rồi nha. Ghép trên gỗ gỗ chàm á, gỗ cái keo á. Ghép vậy thì có nhánh ra hoa thôi, mấy nhánh còn lại chưa ra. Cái lá của nó nè, mình thấy chầm miên mai cho dù lá mà có tím đậm hay là màu xanh mà chấm tím á thì nó vẫn hoa nó vẫn đậm nha, hoa nó vẫn tím hết toàn bộ cái môi luôn, nó vẫn y như nhau à, không khác gì cho lắm. Như chầm miên mai có đặc điểm mà cái thân nó to, thân to và nó dài nữa, thân này rất là dài nha, hơn gang tay luôn. Cái này chắc phải 25 cm nha. Đó. Còn cái thân già nó nè, thân già cũ to như vậy thì mình thấy là bữa giờ mấy cây chầm mi ma đa số là lên một mắt hai hoa thôi chứ nó không nhiều như chầm lào nha. Chầm lào một mắt thì nó có thể 5 hoa nhưng mà hoa nó nhỏ hơn thì mùi thơm thì nó cũng ngang ngửa nhau. Chầm lào thì có thể thơm hơn nha, chầm lào thơm hơn nhiều. Chầm lào đứng xa xa thôi, gió nó thoảng thơm lắm. Còn cái này mình ngồi ở dưới á, mình ngồi ở dưới cái tán cái vàng nè thì lâu lâu cũng thấy mùi thơm nha. Cành này là ra sớm nhất nè. Nở tươi khá lâu. Năm nay cái vườn mình nó bị rối loạn sinh học hay sao á. Ngọc điểm bây giờ mới phân hóa vòi nha. Có mấy cây ngọc điểm bây giờ mới bắt đầu ra nụ. Ví dụ như bụi chầm đây nè. Đó, cái bụi chầm này chầm chậu nè. Đó, cái này năm nay chưa ra hoa nữa, chưa thấy nụ nữa. Thân này dài ơi dài luôn, cái này cũng chầm min ma luôn các bạn. Nó cái thân này dài kinh khủng. Nó cái thân này dài 2 gang chưa hết nữa. Nó cái này cỡ 50 luôn, gang tới 22 nha. Một gang tay mình 22, cái này dài cỡ 50 luôn. Nó to như vậy luôn. Chầm mình như dây hẹp luôn. Chầm chậu á, nó ẩm nhiều á, phát triển kinh khủng. Cũng chầm mi ma luôn. Đó, mình thấy là những cái khúc gỗ mà mùi của chàm, cái gỗ bằng lăng á. Gỗ bằng lăng thường nó rất là cứng nha bạn. Đây, cái cây này mình trồng gỗ bằng lăng nè. Năm nay cũng bắt đầu 2 nụ nè. Hồi năm ngoái nó cũng cho 2 nụ nha. Năm nay nó cũng cho 2 nụ. Cái bụi này không biết sao năm nào cũng cho 2 nụ hết trơn á. Cái gỗ bằng lăng này nó rất là cứng và nó gần như là cái cây nó bị thiếu nước mà tưới nó không thấm. Hồi trước mình không có lót cái sơ dừa hoặc là dớn dưới này đó, nên rất là cứng. Các bạn có thể thấy nè, mình cào cái bề mặt nó không có suốt gì hết trơn không, nó rất là cứng. Cái này trồng nó phải 4 năm rồi trước khi mà dịch luôn á,
À, phải hơn 4 năm rồi mà gần như nó còn nguyên luôn á, nó không hề mục gì hết. Nó gỗ bằng lăng nha, các bạn có thể tham khảo thêm gỗ bằng lăng để trồng lan nữa. Thì chịu khó lót thêm dến ở phía dưới này, cái rễ cây tổ quẹ các bạn, nó lót giống vậy nè, nó lót rễ cây tổ quẹ vô giống vậy nè, thì nó sẽ giữ ẩm tốt hơn. Cái này mình lót còn ít nha, còn nếu mà cái này là mình cột vô sau khi mà thấy nó khô quá mình cột thêm vô nè, nếu mà lót nhiều quá thì càng tốt đó. Thì nếu mình trồng trên gỗ tràm á thì cái này nó mau mục nè. Gỗ tràm khoảng 4 năm á là nó bắt đầu nó mục nát hết rồi. Những cái tràm to thì trồng được lâu, thì những cái cây mà nó mau mục á thì cái lớp ở ngoài á, nó sẽ rễ lan á, nó sẽ bám vô, nó sẽ bám vô rồi nó hút dinh dưỡng á, là nó giữ ẩm luôn. Thì cái mục ra nó mau mục thì nó cung cấp nhiều dinh dưỡng ha. Giống như đây à, các bạn có thể sử dụng cái phân Miro, cái phân Minro bón vô đây à, cái phân nó rất là tốt ha, mà nó không có bị hóa mùn ra. Mình bón vô mấy cái chậu cây nó không bị hóa mùn ra bạn. Cây nó sẽ mập, phát triển tốt. Cái bụi này cái bộ này hình như là hoàng thảo kim đen hay sao, cái gì đen đen á, không nhớ nữa, lâu quá chưa hoa bao giờ luôn, chưa có hoa bao giờ á. Đó, mình sẽ cho rễ tổ quạ vô. Đó, năm nay kỳ quá trời, mấy cây này mình để mấy năm rồi đó, không nhỏ rồi nè, cái này năm ngoái nè, nè con nè, kỳ quá trời. Đó, các bạn dùng cái rễ tổ quạ này nè, nó dùng cái rễ này nè, đó. Cắt cái rễ ra lót vô cho lan, nó sẽ giữ ẩm rất là tốt. À, nó ưu điểm nó là hút nước rất là nhanh nha, hút nước nhanh nè, tưới sơ qua cái là ướt liền, nhưng mà giữ ẩm lại lâu, lâu hơn xì dừa luôn. Xì dừa tưới nước vô cái là nó không hút nước liền, nhưng mà nó lại rất nhanh khô nha, nó đã ướt rồi. Nha. Thì nó sẽ rất là nhanh khô. Đây mình còn một cái gỗ bằng lăng nữa nè. Cái thanh gỗ bằng lăng này trồng chỗ nắng á, cây nó lớn nổi luôn. Nè. Trồng chỗ nắng xong rồi lót xôi dừa vô cây lớn không nổi luôn. Cái gỗ bằng lăng này nó cứng quá mà, cây nó không có nước. Cái này nó để treo chỗ khác thôi. Còn ở đây mình có cái cành xoài nè. Nó cành xoài này trồng cũng lâu rồi nè. Nó mục tè le hết trơn luôn bà. Rồi ong á, cái ong bầu á nó đục lỗ ở trong á. Là nó yếu cái cây thêm. Đó. Thì mấy cây mau mục á thì lan nó bám vô nó hút tốt lắm, nhưng mà được thời gian cái nó gãy. Nó rã ra hết rồi. Thiếu nắng, thiếu nó không thông thoáng, lá bị bệnh. Đó, những cái nhánh mình nó thấp quá là nó sẽ bị nấm nè, nó nấm nè. Mấy cái này chỉ có ngắt đi rồi ươm cây thôi. Càng treo cao, càng thông thoáng thì nó càng ít bệnh nha. Mấy cái khu trên này nó mục ra là nó bị thiếu thiếu nước. Cứ để cái lọ nước ở trên nè, giống như này để lọ nước ở trên, tưới nước vô đây nó sẽ chảy từ ra là có phân ở trong này luôn, cây okay, nó sẽ lên tốt. Giờ tới tháng 4 phải tưới liên tục đến qua tháng 6 luôn, đến mùa mưa luôn á. Còn ngưng tưới cái là nó hư cây liền, chọt này.
đi vào vòng vườn khoe cái chầm min ma thôi bạn, cái chầm mà chầm min ma nay nở sớm nha, nở sớm chứ còn những loại khác đến tháng 4 lần. Rồi, gặp mọi người clip sau nha.